bởi đất sét, có thể là một chút bơ nữa, và chiều họ sẽ tết tóc như thế này. Đây là một cái cách mà thẩm mỹ của người bộ lạc Hummer. Đây là một người đàn ông trong bộ lạc Hummer với một cái chiếc chăn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Và chiều hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái ngôi làng của những người bộ tộc Hummer. Những cái video clip trước thì Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị về những cái tập tục của người Hummer và xem cái cuộc sống ở trong cái ngôi làng Hummer này như thế nào nha cô bác quý anh chị. Cái bộ lạc này thì Bùi Hồ thấy họ ngoài kia họ có chăn những cái con dê á, họ nuôi rất là nhiều dê luôn. Và cái cuộc sống sinh sống của những người ở trong cái bộ lạc Hummer này á, thì họ với cái cuộc sống đó là chăn nuôi và trồng trọt. Giờ vô đây ha. Giống như ở những video clip trước thì đa số tất cả các người phụ nữ ở đây họ đều để một cái bộ ngực trần, và trang phục của họ là những cái quần là những cái da của những cái con dê. Cô bác anh chị có nghe hình ảnh âm thanh của những cái cô gái á, họ hình như là phản ứng khi mà quay một video clip á. À, những cái ngôi nhà của những người Hummer. Cần xe phai dầu, xin dầu, phai dầu. Xin dầu. Phai dầu. Phai dầu, in Hummer try phai dầu. Phai dầu. Đối với những người bộ lạc Hummer thì cái từ xin chào đó giống như ở Việt Nam á, thì họ có nghĩa là mình đọc là phai dầu. Phai dầu, phai dầu. Những cái ngôi nhà là ở trên thì cũng là bằng cỏ, và đặc điểm chung là giống như hình một cái chiếc nón lá ở Việt Nam vậy á. Và đây là một cuộc sống vào một buổi chiều của bộ lạc này. Bộ lạc này thì cũng có một cái tập tục là giữ cho mái tóc của mình á được tốt xoắn lại. Ở cái phần này thì làm phần cây cao lên khoảng 1 mét ở một cái mái ở trên. Ở trong cái ngôi nhà này cũng khá là sạch đẹp ha cô bác quý anh chị. Có chó nữa. Lần đầu tiên thấy một bộ lạc mà có nuôi một cái con chó. Cây như thế này nhìn rất là đẹp ha. This is jewelry for hand jewelry. À, anh Diego nói họ bán một cái dây đeo tay. Number five. Okay, okay. Later. Okay. Yeah, you see the goats. Dê là một cái tài sản gì đó rất là quý báu đối với những người bộ tộc Hummer. Việc nuôi dê họ có thể là dùng để cưới vợ nè, hoặc là vào những cái dịp lễ lớn nào đó họ sẽ làm thịt dê, lấy da dê để mà làm cái trang phục cho những người phụ nữ, và thịt dê thì sẽ dùng để ăn. Một cái vỏ bánh xe được cậu bé bộ lạc Hummer chơi. Caro. Anh Diego anh nói là uống cà phê giống như ở một cái bộ lạc Cago mà trước đây mình đã từng đi. Và đây là một người đàn ông ở trong cái bộ lạc Hummer nghỉ ngơi vào một buổi chiều sau thời gian chăn dê giờ. Ở trên có một cái lông vũ. Và đây là một cái tài sản rất là quý đối với những người ở trong cái bộ lạc này. Đi xuống. Đi xuống. Xem cái gốc. Not same caro. This is different. This one for being beautiful. Beautiful. For being beautiful, yeah. You remember this one, huh? This cow skin. Cow skin. Cow skin. Đang ngồi trên một cái da của một cái con dê. Bè.
Ok. Bò. Và một cái con bò. Rất là lớn luôn. Ôi ôi khủng khiếp thiệt ha. Okay. Đây là một cái nước vỏ cà phê và người ta sẽ uống giải trí vào một buổi chiều. Và cái ngoài là một cái vỏ của trái bí. Ok. Có vị đắng đắng. Thank you. Phụ nữ trong bộ lạc Homer, họ sẽ tết tóc lại. Bởi đất sét có thể là một chút bơ nữa. Và chiều họ sẽ tết tóc như thế này. Đây là một cái cách mà thẩm mỹ của người bộ lạc Homer. Đầy đất sét luôn á mọi người. Họ thì không bao giờ gội đầu đâu. Tết tóc là một trong những cái nét đẹp của bộ lạc Homer. Những người phụ nữ thì thường hay tết tóc, còn những người nam thì có những cái chiếc lông vũ ở trên cái đầu. Đây là một chàng trai trong bộ lạc Homer. Đây là những cái ngôi nhà. This one is for the gods. For the gods. For the gods, yeah. Big how? Yes, yes. Yeah. They go this way. The god go this way. Đây là chiều, đây là một cái cửa của những cái con dê. Và cái con dê và các con dê nó sẽ đi vô đây, nó sẽ ngủ ở trong này. Một cái bộ lạc mà nó giàu á thì những cái ngôi nhà giàu thì sẽ có rất là nhiều dê. Và cô bác quý anh chị có thể thấy là họ làm cỏ rất là sạch sẽ ha. Ok. Đây là một cái chuồng dê. Dạ. Rất là nhiều con dê luôn. Bè. Bè. Bre mata. Dạ. Bre. Green water. Ni poto bre inem. Đây là một người đàn ông trong bộ lạc Homer với một cái chiếc chăn được quấn, chắc có lẽ là đang ốm á mọi người. Ok, go chút. Nhìn đôi mặt rất là chán đời luôn. Và đây là chắc là có thể là vợ, cái bên có thể là vợ của ông. Mình lại gần những người phụ nữ bộ lạc Homer có vẻ như rất là nghe mùi tanh của mùi sữa, của sữa bò, sữa gì. Có thể là ông đang cảm hay sao? Đây là ngôi nhà của hai vợ chồng. Có những người ở trong cái bộ lạc Homer
luôn đầy rẫy những cái vết sẹo, vì cho rằng đó là một cái cách để làm cho cơ thể mình đẹp hơn. Đây là người phụ nữ ở bộ lạc Hammer với đôi tóc bóng loáng bởi đất sét và sữa bò. Thậm chí là đối với những người bộ lạc Hammer thì tới tóc như vậy là ngày nào cũng làm để giữ ẩm cho da. Và ở trên thì có một cái kiềng, đó là những người phụ nữ đã có gia đình. Và cô bác quý chị có thể thấy là gương mặt của người phụ nữ bộ lạc Hammer rất giống nhau, không phân biệt người này hay người kia. Thì trong lúc mà họ lấy chồng lấy vợ kết hôn á, thì có giao phối cần quyết hay không, thì đó là một, cũng là một cái câu hỏi. Đối với những người bộ lạc thì được nhìn vào những cái gương, những cái kiến là một cái điều gì đó rất là xa xỉ. Và đằng kia cũng là những cái ngôi nhà của những người trong bộ lạc Hammer. Với hơn 10.000 người được phân bố khải rải rác khắp nơi ở trong những cái thị trấn, những cái vùng sâu, thì bộ lạc Hammer là một trong những cái bộ lạc lớn ngay tại Ethiopia. Và đây là cây hoa sứ. Hoa sứ thì ở đây thì trên những cái tuyến bìa rừng thì Bùi Hồ có thể bắt gặp rất là nhiều, với những cây có lên đến hàng trăm năm tuổi. Một cái hoa sứ rất là đẹp, đem về Việt Nam bán có lẽ là rất là đắt tiền luôn mọi người. Kia là những cái con dê. Có đứa bé đi theo, hình như là đi theo Bùi Hồ có vẻ như là xin nước. Ok. Đây là một người phụ nữ trong bộ lạc Hammer. Ở trên này có một cái lông vũ của một cái con gì đó. Ở cổ thì có đeo một cái cây kiềng. Đây. Mình sẽ cho chai nước này cho một người già nhất trong bộ lạc Hammer. Quá tớ nước. Đây chắc có lẽ là một người lớn tuổi nhất trong bộ lạc Hammer. Bà thì chắc có lẽ là cũng gần 90 tuổi rồi. Thân hình thì gầy gò. Có một điều á mà Bùi Hồ cùng các anh em hay thắc mắc, đó là người phụ nữ, những người mà sinh sống ở tại bộ lạc Hammer thì khi mất thì họ sẽ chôn cất bằng cách nào? Có thể là hỏa táng, hỏa thiêu, hay là chôn, hay là thủy táng? Đó là một cái câu hỏi mà Bùi Hồ muốn hỏi. Cô bác anh chị có thể trả lời cho Bùi Hồ phần bình luận ha. Một bà cụ rất là già. Mama,
Anh tên là có đeo hai cái khoen ở bên tay, tóc thì được tốt sấn lại. Đây là cái cách của những người phụ nữ trong bộ lạc Hama làm những cái da của con dê. Đây là có lẽ là người phụ nữ đeo nhiều vòng nhất trong bộ lạc Hammer. Bà nói tóc của bà đang xấu hay sao á? Bà nói tóc của bà đang chưa tết lại. Đâu có người á? Nói chính là Tất cả các người phụ nữ trong bộ lạc Hammer đều có gương mặt giống nhau. Nên mái đầu được nhậm đen bởi cái làm bởi cái những tóc xoắn lại bởi cái sừng lông. Và đây là một người phụ nữ lớn tuổi. Ở đây Bùi Hồ quay cho cô bác của anh chị người phụ nữ này cũng giống như vậy. Đúng không? Alo. Cái đầu lúc nào cũng giữ ẩm giống như là được thoa những mấy chất giữ ẩm mọi người. Đây là chắc có lẽ là cái ngôi nhà giàu nhất trong bộ lạc này với rất là nhiều những cái con dê. Và có cả những cái con cừu kìa. Đến cả con cừu luôn. Có gà nữa nè. Ở đây là một người phụ nữ có một cái áo của một cái một cái áo thun. Đối với bộ lạc Hammer thì họ chỉ mặc bởi những cái chiếc chân dê. Thì đây là một người phụ nữ duy nhất được mặc một cái chiếc áo thun. Thậm chí họ trang trí ở đây những cái cây gai không à. Những cái cây này là cây gai đó mọi người. Những cái cây ở khu gần như thế này đa số là rất là nhiều gai để hạn chế sự thoát hơi nước. Bùi Hồ có hỏi anh Degu rằng á là người ở trong cái bộ lạc Hammer họ sẽ ăn chay hay là ăn mặn. Thì anh nói rằng là ở trong những người ở trong bộ lạc Hammer đó vừa ăn meat and vegetable là vừa ăn and also porridge made from sorghum. Yeah, when Hammer is mishgos on a wedding ceremony time and on Ivangari, on festival times, you know, they eat meat. Anh nói rằng là những cái ngày mà có những cái như là lễ cưới nè, festival và những cái lễ hội của người Hammer đó thì họ sẽ làm thịt cái con dê để họ ăn. Và đây là một người đàn ông Hammer họ đang lùi dê đi về. You can make it.
Anh này được Sơ quanh gót được mấy con dê. He's coming from grassland, you know. He takes morning and evening he brings. Và khi ảnh chăn dây thì cô bác anh chị có thấy là anh có đem theo một cái cây súng AK nữa. Chắc có lẽ là súng này dùng để đuổi những cái con vật khác nó ăn con dê á. Anh sẽ đem theo để vào ngôi nhà trong bộ lạc Hummer. Nhớ. Một người phụ nữ họ đang quét những dọn nhà của họ. Đây là một người phụ nữ có một cái áo thun để mặc. Ok. Được rồi. Ok. Da có những cái con dê. Và đây người phụ nữ này cũng đeo rất là nhiều vòng. Một cái đặc trưng của người những người phụ nữ trong bộ lạc Hummer. Và đây là người đàn ông trong bộ lạc Hummer. Ở đây thì cái cách họ dọn nhà rất là sạch sẽ luôn mọi người. Họ đang quét phân dê. Đây có lẽ là một cái gia đình rất là khá giả. Chicken. Bây giờ mình lại đây coi cái chuồng gà của họ. Ok. Những cái con gà nó sống ở trong một cái chuồng. Rất là đẹp ha, rất là thanh bình luôn mọi người. Vậy đây là một cái cây trong gia đình này. Cái cây này cũng đầy gai nhọn. Đây là những bộ da dê. Những cái bộ da dê này được mặc để đi đi lễ đó, đi lễ trong cái bộ lạc Hummer rất là đẹp luôn mọi người. Cô bác quý anh chị biết về cuộc sống của người trong bộ lạc Hummer. Một cái nét độc đáo rất là hay với cuộc sống là chăn nuôi và trồng trọt, không có bất kỳ cái cơ giới máy móc nào ở trong đây cả. Cuộc sống ở đó thì vẫn còn những cái khó khăn, và so với ở ngoài kia thế giới thì coi như họ tách biệt hoàn toàn với lại thế giới bên ngoài. Và đó cũng là một cái nét hay mà hôm nay Bùi Hùng muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về một cái bộ lạc vẫn giữ được cái nét đặc trưng, đó là bộ lạc Hummer. Và chuỗi video được phía trước vẫn còn khá là dài và Bùi Hùng muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video tiếp sau.